Rồi, xin chào anh em. Thì sáng hôm nay em test cái con súp Yamaha IST XW1800 ha, gửi cho một khách ở Hải Phòng. Thì các bác hay chơi súp thì hay so sánh như bát 25, bát 30. Các bác đừng nên so sánh ha. Tại vì cái bát 25 hàng cao cấp á, nó đánh mạnh gấp mấy lần cái thằng bát 30 mà hàng rẻ tiền. Nó là vậy. Tại sao bát 30 có cái em bán 5 triệu, 7 triệu mà trong khi bát 25 em bán tới mười mấy triệu. Cái đó là cái đẳng cấp khác nhau nha bác. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nói về súp thì cái dòng đang đứng đầu về hàng bãi thì nó là Paradin. Súp Paradin của Mỹ ha. Về thứ hai, ta không xét ở Zibel, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ xét về Yamaha. Tại vì Yamaha những cái dòng như thế này là những cái dòng cao cấp. Những dòng cao cấp nó đánh tiếng bass, nếu mà cỡ cái con này em bán thì tầm dao động từ 12 đến 13 triệu. Nhưng mà các bác lấy con, ví dụ như cái con súp em vừa bán đi là con JBL BB12 bass 30 ấy, không có vé với em này. Đánh ăn này mè, đánh ăn đứt à. Đó, anh thấy cái thước thùng là từ ngoại hình cho tới chất lượng thì nó hơn rất là nhiều. Đừng nói những cái dòng súp mà rẻ tiền như JBL mà nhỏ nhỏ bass 25 mà khoảng 5-6 triệu á, thì đừng nói chuyện với em này. Phải so sánh cỡ Paradin. Paradin bass 25 thôi cũng đã mười mấy triệu rồi, 10 triệu mười mấy triệu rồi nè. Nó tùy theo cái phân khúc mà hãng người ta sản xuất thôi. Cho nên bác so sánh cứ kiếm rồi kiếm bass 30 mà rồi cho rẻ tiền thì mà cho hay nữa thì em hơi bị mệt. Mình kiếm không ra, khó lắm. Tiền nào của đó mà. Đó, em muốn chia sẻ chút xíu cho bác có cái suy nghĩ để mà mình thoáng ra tí. Rồi nói về Paradin. Paradin là một cái hãng mà sản xuất chuyên sản xuất súp. Còn rất là hay, rất là nổi tiếng của Mỹ. Còn về nói mà vua súp. Nếu nói về vua súp ở đây là súp Reo, hàng cao cấp nhất hiện nay, hàng high end. Đó mới gọi là vua súp. Rồi chưa nói là những hãng súp Elac của Đức còn cao cấp nữa, nó nhỏ ngọn thôi, tiền rất là mắc anh em ơi, mấy chục triệu chứ không có đơn giản đâu. Hai bát nó nhỏ lắm nhưng mà mắc tiền đó. Thì trong cái giới của anh em chúng ta chơi, nếu mà muốn đạt được tiếng bát mạnh, không bị ù ì và nghe nhỏ và chúng ta có thể kết hợp để nghe nhạc được, thì những cái con Yamaha này nó đáp ứng rất là tốt, đáp ứng rất là tốt cho anh em. Củ từ rất là to, mạch công suất rất là khủng ha. Vừa riêng ở đây em còn kể còn một con nữa đây, còn một con ở đúc 800 thì em về hai con và một con nguyên thùng, một con 1500, đó là hàng khủng của hãng đời cuối. Còn nguyên thùng 1500 nó còn bự hơn con này nữa ha. Chơi rất là khủng khiếp đó. Thì đối về con này thì em về trong tình trạng gọi là nguyên zin và đẹp xuất sắc, nguyên zin và đẹp xuất sắc. Thì em sẽ test cái con này để cho bác xem và đóng gói gửi cho bác, nếu ok. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. Thì test thì con này em test lên để cho anh em biết mình, để quảng cáo giới thiệu. Còn chốt thì chưa có ai chốt. Em nói trước, chưa thì chưa ai chốt. Chứ em không có, bây giờ em không có nhận chốt miệng nữa ha. Bây giờ quen thân cả nào cũng phải chốt thì chuyển tiền này, chứ giờ em không có nhận chốt miệng nữa. Đây là keo ha, em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho bác luôn. Và bây giờ em sẽ mở lớn lên ở hai cái mức volume, em để 5 năm thôi, hai mức volume để 5 năm đó. Thì em sẽ mở lớn lên và em cắt cái lời, cắt cái lo lai là của Boss 301 Series 4 trên đây nè. Đấy, cho nghe tiếng bass nó khủng như thế nào. Thank you.
loại tiếng bass không, nó đánh rè hết là phong của em rồi. Đây là mình đánh cường độ chưa có lớn ha, volume trên amply còn rất là nhỏ đó, rất là khủng. Và chúng ta có thể lên xuống cái cắt cái tầng volume và cái lớn nhỏ nè đó. Con này rất là lựng, anh em nghe tiếng rè đó, tiếng rè của La Phong nha đó, rất là khủng. Con này đánh rất là hay và rất là quy lực đó. Thì bây giờ em sẽ gắn cái like lại ha. Rồi thì với một cái bộ như thế này chúng ta chỉ cần cắm micro vào và chúng ta chơi karaoke gia đình thì nó rất là tuyệt vời, không cần phải suy nghĩ do dự gì cả ha. Giữa một cặp line boss 301 series 4, một con Amply Jaguar 2.3 BA 2.3, hàng quan liền núm béo của Hàn Quốc ha. Và một con sub như thế này thì chơi chắc thì bass không bao giờ thiếu rồi. Cái này ở chơi phòng lớn hơn 30m² vẫn là ok, tại vì nó rất là mạnh, đánh rất là khỏe. Lúc này chúng ta có cái sub rồi thì chúng ta có thể hạ bớt bass để cho hai cái lo boss người ta nhẹ lại và chúng ta có thể mở lớn lên được nữa. Chứ còn mà anh em vừa mở lớn cái tiếng bass cho cái lo nó cái lo boss của mình á nó mạnh lên thì nó sẽ làm giảm cái chất lượng âm thanh khi chúng ta ca xuống, nó vừa phải mở lớn này vừa phải đáp ứng cái ca nữa, cho nên nó sẽ không hay. Và chúng khi chúng ta có cái sub rồi á thì tiếng bass chúng ta đẩy xuống cái sub hết rồi, tiếng bass ở trên loa live á, chúng ta giảm bớt thì nó sẽ khỏe cái loa và lời ca chúng ta nhẹ nhàng hơn nữa. Anh em cứ thử xem sẽ biết cảm nhận được cái đó ha. Rồi tới đây em xin kết thúc ha. Và anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0343612345. Hiện tại thì em còn một con đúc 800 và một con 1500 nguyên thùng shop đây nữa ha. Đây, ở hàng khủng thôi. Em chỉ tuyển chọn những cái hàng nào mà chất cao cấp, thà nó mắc một tí và nó cho anh em có thể là mua sử dụng một lần không phải đổi tới đổi lui. Vậy thì anh em mua cái rẻ đi, anh em về cảm thấy cái đó nó không có hay rồi em lại đổi xong rồi anh em lại tốn tiền tới lui, rất là khổ cho người chơi. Thì em cũng đã trải nghiệm qua rồi, em đã từng chơi hết, em đã cũng từng như thế rồi. Thì em sẽ cố gắng giảm bớt cái đó cho anh em. Tới đây em xin kết thúc và xin cảm ơn anh em rất nhiều.